Vâng xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhận định trước trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, à, trận đấu giữa Inter Milan và Real Madrid diễn ra vào 3 giờ ngày mùng 8 tháng 12, ấn định ngôi đầu bảng như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, Real Madrid chỉ cần một trận hòa là sẽ đi tiếp vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng D trong đó thì Inter Milan cần phải thắng ngay tại trận tây ban nha mới có thể giành lấy hai lợi thế này à, thưa quý vị và các bạn cả hai đội đều đang trong một phong độ cực kỳ tốt và trận đấu tới vì thế cũng hứa hẹn là sẽ lấp đầy những uh, cố uh, biến cố hấp dẫn phải không ạ Quý vị và các bạn thân mến, Real Madrid đang đạt phong độ cao. Real Madrid đã nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường khi mà đánh bại uh, Real uh, Sociedad ở La Gira cuối tuần qua. Và thắng lợi đó cũng giúp cho đoàn quân của Ancelotti uh, tạo khoảng cách lên đến 8 điểm so với nhóm bám đuổi ở trên đỉnh bảng xếp hạng La Gira. Ở đấu trường Champions League uh, thì Real Madrid cũng đạt được những thành công tương tự. Lốt Blanco đã thắng 4 trên 5 trận và chỉ cần hòa Inter Milan ở lượt trận cuối cùng là nắm được ngôi đầu bảng trong tay. Dù vậy thì Real Madrid phải đón nhận một tin không vui khi mà tiền đạo của họ đó chính là Karim Benzema dính chất thương cuối tuần qua. Đó là một tầng tổn thất rất lớn trước trận chiến quan trọng với Inter ở mùa này. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng Benzema đã góp 17 bàn thắng và 8 kiến tạo cho Real Madrid ở hai đấu trường chính đó chính là La Liga và Champions League. Thì kể sau khi mà giành được ba chức vô địch ở Champions League liên tiếp thì Real Madrid đã có sự xa sút đáng kể, họ phải nhận ngôi nhì bảng ở 3-5 mùa giải gần nhất và đó cũng là một phần lý do khiến cho Real không có thành tích tốt vì gặp đối thủ mạnh từ sớm. Ở mùa giải trước thì Real Madrid giành ngôi bảng nhất và bảng cuối cùng tiến tới vòng bán kết trước khi mà bị loại bởi nhà vô địch Chelsea. Thưa quý vị và các bạn, đầu mùa giải này thì Real Madrid không được xem là một ứng viên cho chức vô địch, nhưng những gì mà Real Madrid thể hiện trong thời gian gần đây không thể xem thường. Los Blanco cũng là một đội giàu thành tích nhất ở đấu trường Champions League và khó có thể loại trừ họ sau khi mà kết quả trận đấu được ấn định phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, trong bóng đá thì luôn luôn có những điều bất ngờ và những điều rất là mới mẻ với chúng ta. Chúng ta không thể lường trước được à nhiều khi là yếu tố đẳng cấp hoặc là phong độ nó còn đi kèm với may mắn nữa à, bởi vậy quý vị và các bạn nhận định kết quả của trận đấu như này như thế nào chiến thắng thuộc về đội bóng nào và kết quả của tỷ số trận đấu này là bao nhiêu quý vị và các bạn đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau tham khảo quý vị nhé vâng ạ à, và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này à, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo xin thân ái chào tạm biệt